Dạ vâng, chúng tôi xin được đến với một câu hỏi tiếp theo ạ. Đây là câu hỏi từ khán giả Võ Thị Lương đến từ sông Hinh của tỉnh Phú Yên. Số điện thoại là 033, 3 số cuối là 409 ạ. Câu hỏi về lợn được 3 tháng có biểu hiện khó thở và bỏ ăn, không đi lại được, sau đó chết. Mổ khám thì thấy ruột bị trương lên và gan tím tái. Xin hỏi với những cái biểu hiện trên thì lợn nhà tôi đang mắc bệnh gì và cần khắc phục cho những lứa sau như thế nào? Dạ vâng, sau đây xin mời. Vâng, xin chào khán giả, chị Lương. Thì với cái trường hợp mà bị lợn nó rất khó thở đấy, và khi mổ khám thì thấy trong bụng nó trướng hơi lên đấy, và gan thì bị tím tái, thì tôi cho rằng là cái vấn đề này là nó bị tổng hợp cả hai vấn đề. Một là bị viêm đường hô hấp, hai là cái vi khuẩn E. coli ở trong đường tiêu hóa nó phát triển và nó sinh hơi, nó làm tăng cái ruột lên và làm tổn thương gan. Thế thì trong trường hợp này thì tôi nghĩ rằng là cần phải điều trị rất là khẩn cấp. Thế thì đối với trường hợp này thì tôi tư vấn là nên sử dụng những cái thuốc và nó khá mẫn cảm, mà dùng có thể là dùng enrofloxacin hoặc là có thể dùng thuốc amoxicillin hoặc có thể dùng thuốc oxy tetracycline. Thế nhưng mà theo tôi thì nên dùng hai thứ thuốc, tức là ngày đầu tiên ấy là dùng hai thứ thuốc cùng một lúc, tức là buổi sáng có thể tiêm cái enrofloxacin, buổi chiều có thể amoxicillin hoặc là oxy tetracycline. Và cái ngày thứ hai cũng tiếp tục như vậy, và bắt đầu ngày thứ ba thì bắt đầu mới giảm liều xuống, và liệu trình điều trị phải 5 ngày liên tục, liều lượng theo hướng dẫn giả soát. Và bên cạnh cái việc điều trị nguyên nhân gây bệnh như vậy thì chúng ta cần phải chú ý để nâng cao sức đề kháng cho nó bằng cách dùng thuốc caffeine kết hợp với vitamin B1, vitamin C, tiêm bắp cho 5 lần trên ngày, tiêm bắp 5 ngày liền. Và đương nhiên là nó sốt thì chúng ta phải dùng thuốc allergen C để tiêm bắp cho nó 1 lần trên ngày, tiêm bắp liên tục 3 ngày để hạ sốt. Và để giúp cho quá trình điều trị nó đem lại hiệu quả tốt thì nên dùng thuốc Cartrosan 10%, tiêm bắp 1 lần trên ngày, tiêm bắp liên tục 5 ngày. Thì tôi nghĩ rằng là với cái phác đồ điều trị như vậy, chúng ta mới có thể giải quyết được đồng thời cả hai vấn đề, vừa bị bệnh viêm phổi và đồng thời vì do vi khuẩn E. coli phát triển mà tạo hơi, tạo sinh hơi và gây hiện tượng trướng bụng, trướng hết cả sau bụng lên và gan bị tổn thương.